Tiếp phần 5 của bộ truyện là một tên sư phụ lười nhát, nhưng tất cả đồ đệ của ta đều là đại lão thiên cung tương lai. Hai bên đều khó chịu nhìn nhau, tỏ rõ thế đối lập. Tiểu Hầu Vương vẫn là hưng phấn đến không đợi nổi, sảng khoái xin được xung phong. Sư phụ, để ta tới đối phó hắn. Trái lại lần này Hách Nhàn ánh mắt nghiêm túc, cản lại đại đồ đệ nói, không cần, để ta tự ra tay. Hách Nhàn có được sự tự tin này là vì trong thâm tâm hắn biết, thời gian hồi chiêu cho thẻ đỉnh phong đã được chuẩn bị từ trước. Tiểu Hầu Vương nghe vậy thì ngạc nhiên thốt lên, oa, sư phụ người muốn đích thân tới sao, thật đáng mong chờ, lại có thể học tập rồi. Hách Nhàn nhấc lên thẻ đỉnh phong, thầm tính toán trong đầu, thời gian hồi chiêu đã được rút ngắn xuống chỉ còn 1 phút, lần sau có lẽ sẽ có thể thi triển ngay lập tức. Hắn hô một tiếng, ra ngoài đi, lập tức một luồng linh lực sáng lên bao lấy thân thể hắn. Từ trong luồng sáng một bóng người cao lớn cường tráng dần hiện ra, tóc trắng bồng bềnh, cơ bắp cuồn cuộn, uy mãnh vô song, không ai khác chính là Hách Nhàn trong hình dạng của Diêm Vương mạnh nhất lịch sử, Tần Quảng Vương. Hách Nhàn cảm nhận luồng sức mạnh trong thân thể, hài lòng nhận xét, đúng là năng lực thú vị, được, lần này chơi với ngươi thứ khác chút vậy. Thế là hắn kỳ quái chống một tay ngồi xuống, lão Diêm Vương gặp Hách Nhàn dáng vẻ tự tin 10 phần thì chăm chú đánh giá. Biến thân không đáng nhắc tới, chỉ là khí tức này dường như làm lão thấy có chút quen thuộc, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Hách Nhàn khoanh chân, một tay gác lên đùi, dáng vẻ nhàn nhã khiêu khích, lão già, lần này chúng ta chơi chút thủ thuật, bản vương ngồi yên cho ngươi đánh, động một bước coi như ta thua, thế nào? Diêm Vương dù sao cũng cho là Hách Nhàn không phải đối thủ của lão, không do dự liền đáp, nhãi danh, đợi ngươi có thể đỡ được 3 chiêu của bản vương thì khoe khoang sau cũng không muộn. Hách Nhàn coi như lão đồng thuận, vừa ý gật đầu nói, cũng được. Sau đó hắn phất tay hô vang, triệu hồi lôi quỷ, một trận pháp dưới mặt đất theo lời hắn đột nhiên sáng lên. Thình lình trong đó nhảy ra một con quỷ màu tím lực lưỡng, 2 sừng nhọn hoắt, răng nanh phía dưới dài ngoằng chìa ra. Đúng như tên gọi, nó nhanh như chớp giáng một cú lôi quyền về phía lão Diêm Vương. Lão Diêm Vương ánh mắt dữ dằn nhìn chuyển động của nó, hừ một tiếng xem thường. Quả nhiên sau đó lão chỉ nhẹ nhàng phất tay đã dễ dàng hất bay lôi quỷ. Lôi quỷ nhận một đòn của lão thì trực tiếp hộc máu nằm ngửa ra đất. Lão Diêm Vương tiến đến trước Hách Nhàn, tỏa ra uy áp mà nhếch miệng nói, đấy chính là bản lĩnh để ngươi cuồng vọng như vậy sao? Nhưng không như dự đoán, Hách Nhàn nhe răng cười vui vẻ đáp lại lão, vẫn chưa xong đâu. Đúng như lời hắn, lôi quỷ vừa mới ngã xuống đã lại đứng dậy. Nó âm thầm tiếp cận lão Diêm Vương từ phía sau. Lão Diêm Vương trong mắt vẫn tràn ngập khinh thường, chậm rãi quay người nhìn nó. Lôi quỷ chớp thời cơ, ngay khi lão quay đầu lại thì bất ngờ bật người ra chiêu. Một đòn vừa nhanh vừa mạnh của lôi quỷ đánh về phía lão Diêm Vương nhưng lại bị lão cúi người đơn giản tránh đi. Không chỉ thế lão còn phản kích bằng một cú đấm móc lên trên, chấn động đánh thẳng vào cằm lôi quỷ. Chưa dừng lại, theo tiếng hô của lão, trái, lão lấy đà tụ lực vào nắm đấm tay trái, một đấm đánh thẳng mặt lôi quỷ. Phải, một cú đá từ phải hất tung lôi quỷ. Dưới, liên tục những quyền từ trên đánh xuống người lôi quỷ. Và cuối cùng là thứ kích thích nhất, lão túm lấy hai bên vai nó. Bên trong, hai tay lão xé toạc lôi quỷ làm đôi, máu đen từ người nó bắn tung. Hành hạ lôi quỷ làm lão sung sướng cười đến điên cuồng nói, vô dụng, đã nói với ngươi rồi, ngươi cũng không phòng được đâu. Chứng kiến một màn này của lão làm Huyền Nữ cùng Tiểu Hầu Vương đều cau mày ghét bỏ. Để lại 2 mảnh xác của lôi quỷ sau lưng, lão Diêm Vương hiên ngang đối mặt với đám Hách Nhàn nói, chỉ chút sức mạnh này là hoàn toàn không đủ nhìn. Hách Nhàn vẫn ung dung liếc lão ta, nhếch miệng đáp, ồ, vậy sao? Lão Diêm Vương vốn là người ngạo mạn thì bẩm sinh ghét nhất những kẻ ngạo mạn giống mình. Thấy Hách Nhàn thái độ không mảy may sợ hãi thì càng tức giận rủa thầm, mẹ nó, rõ ràng là tiểu quỷ miệng còn hôi sữa lại luôn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. Thế là lão hừng hực sát khí quát lớn, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti và quy củ, đương nhiên là lấy tính mạng của ngươi để trả giá. Ngược lại Hách Nhàn giọng điệu điềm nhiên nói cho lão, xin lỗi nha, ngươi già rồi, còn chưa đánh đến ải của ta đâu. Lão Diêm Vương nghe ra ẩn ý trong lời hắn, trừng mắt nghi hoặc. Quả nhiên thân xác lôi quỷ mới vừa bị lão xé làm 2 lại từ từ mọc ra da thịt. Không chỉ thế tốc độ hồi phục còn nhanh đến đáng kinh ngạc. Lão Diêm Vương giật mình thầm kêu, tái sinh siêu tốc ư, sao có thể. Đây là siêu cấp thiên phú chỉ có tồn tại đỉnh cấp mới có. Huống hồ tên này rõ ràng chỉ là 1 triệu hồi thú. Mà không chỉ một con, nửa còn lại của lôi quỷ cũng đang dần khôi phục. Chỉ chốc lát hai lôi quỷ đã hình thành, nguyên vẹn đứng lên tiếp tục nghênh chiến. Lão Diêm Vương tròn mắt kinh ngạc chửi thầm, con mẹ nó, không chỉ trùng sinh, còn phân tách nữa, chưa từng nghe nói qua thiên phú triệu hồi này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hách Nhàn một bên vẫn ngồi sừng sững khoanh chân nhắc nhở lão, này, ta nói bày ra biểu cảm như vậy thì chán lắm, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu thôi mà.